Đây là kho nồi nhà em này các bác này. Rất là nhiều mã nồi các bác nhé. Nồi 1 lít, nồi 1 lít rưỡi, 1 lít 8, 0,54, 0,63 lít. Rất là nhiều. Kho nồi nhà em rất là nhiều nha các bác. Rất là nhiều nồi luôn. Tuy nhiên là các bác ạ, cái dòng nồi 1 lít 8, nồi 1 lít rưỡi nó rất là hiếm. Đấy, chủ yếu là nồi 1 lít thôi. Cho nên là các bác mà gia đình nồi 1 lít thì sẽ nấu được khoảng từ nấu được 3 ống gạo, tương đương với khoảng 1 cân gạo đấy, non 1 cân gạo đấy. Thì nhà mà khoảng tầm 4, 5, 6 người ăn thì các bác chỉ cần sắm nồi 1 lít thôi. Nồi 1 lít rưỡi, nồi 1 lít 8 thì nó hơi nhiều tiền. Và nó là hàng ít cho nên là cái nồi đẹp nó cũng rất là ít. Em chỉ có nồi mới 1 lít 8 nhé các bác nhé. Đấy, thì các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ vào số Zalo với em. Còn trong video ngày hôm nay em sẽ báo giá cho các bác 9 mã nha các bác nhé. 9 mã nồi. Và bao gồm những cái mã nồi rất là đẹp luôn. Các bác cùng theo dõi với em nha. Em lên mã nồi đầu tiên các bác nhé. Mã nồi đầu tiên N1 ạ. N1 ngày mùng 6 tháng 7 các bác nhé. N1 ngày mùng 6 tháng 7 này. Các bác để ý cái mã nồi giúp em nha. N1 ngày mùng 6 tháng 7 900k. 900k này các bác này. Thương hiệu Joji Joshi các bác nhé. Joji Joshi cao tần 1 lít ạ. Nồi 1 lít các bác sẽ nấu được từ nấu được 3 ống gạo, tối đa là 3 ống gạo các bác nhé. Nồi này thì trong cái miệng nồi này, cái miệng nồi này nó có xước. Nó có xước nguyên nhân là vì người ta dùng vỉ hấp ấy các bác. Người ta dùng vỉ hấp thì bỏ đi bỏ lại thì nó xước ở trên cái miệng này thôi. Còn cái lòng phía trong này, lòng phía trong không hề xước nha các bác nhá. Lòng phía trong thì có xước lông chó lông mèo thôi. Nó duy nhất xước là xước cái phần trên đây nhá. Phần trên đây thôi, còn lòng thì chỉ xước lông chó lông mèo các bác ơi. Đấy, lòng nồi rất là đẹp này. Cái mẫu này thì răng này, răng đang còn rất là đẹp nha các bác nhá. Răng cao su này, xanh, đẹp và mới nhá. Đấy, mẫu này rất là đẹp luôn ạ. Nó chỉ bị duy nhất cái khuyết điểm ở trên cái lòng nồi phía trên thôi. Đấy, đáy nồi nha. Mẫu này là cao tần 1 lít, nó chỉ mỗi cái khuyết điểm ở trên cái nắp và cái thành nồi này thôi. Còn phía trong thì rất là đẹp. 900k nhá các bác. N1 ạ, N1 ngày 6 tháng 7, 900k nhá. Các bác nhớ mã giúp em nhá. Juicy Juicy ạ, cao tần 1 lít nha. Em lên mã N2. N2 950k thôi các bác nhé. N2 ngày mùng 6 tháng 7 nhé. N2 mùng 6 tháng 7 Nationa này các bác này. Nationa. Đấy, một cái màu sắc và cái nồi màu cà phê rất là đẹp nhá. Màu cà phê rất là đẹp này các bác này. Các bác nhìn thấy không ạ? Đấy. Mẫu này cũng có 950k thôi. Một cái chiếc nồi mà chưa tới 1 triệu đồng là các bác đã có được một cái mẫu nồi Nhật rất là nấu cơm rất là ngon rồi. Đấy, răng cao su của con này thì có ngả màu. Nguyên nhân là do người ta dùng gạo lứt nhá. Còn răng của con này còn khá là mềm. Khá là mềm và dày này các bác này. Đấy. Mềm và dày các bác nhá. Các bác nhìn này. Đấy, dùng rất là thích luôn. Các bác nhìn có thích không ạ? Rất là dày. Răng thì có ngả màu một chút do dùng gạo lứt các bác nha. Lòng nồi này các bác này. Lòng nồi thì có chày nhá. Lòng của con này có chày này. Có chày nhẹ ở phía trong. Có chày nhẹ ở phía trong thôi ạ. Đây các bác có chày nhẹ ở lông chó lông mèo nhá. Lòng của nó rất là dày. Cái lòng phía ngoài này các bác này. Lòng phía ngoài rất là đẹp. Lòng thì đáy nồi thì có chày nhá. Có chày nhẹ ạ. Con này thì miệng có bọc inox này. Miệng có bọc inox sáng và đẹp nha các bác nha. Các bác nhìn thấy không ạ? Răng đang còn đẹp, lòng nồi thì chảy nhẹ nhé. Mẫu này 950k. 950k các bác nhé. Các bác chốt mã này thì chốt mã N2. N2 ngày mùng 6 tháng 7 giúp em. N3. N3 nha các bác nha. N3 ngày mùng 6 tháng 7 1,2 triệu. N3 ngày mùng 6 tháng 7 1,2 triệu. Panasonic van dài. Đấy, con này là van dài nha các bác nhá. Van cái dòng van dài nấu cơm cực kỳ ngon này các bác này. Van dài màu cái này là màu cà phê cháy này các bác này. Màu đỏ này. Màu cà phê cháy này. Con này màu đen này. Rất là đẹp nha. Van dài Panasonic van dài. Đấy, ui con này lòng đang còn cơ bản rồi, rất là đẹp nha.
các bác nhìn này, lòng có xước nhẹ nhé, có xước nhẹ thôi ạ, xước nhẹ nhàng thôi các bác nhé, có trời có xước nhẹ thôi, các bác nhìn rõ không, có xước nhẹ một chút phía trong thôi, thực ra là xước lông chó lông mèo thôi, bao không dính cơm nhé các bác nhé, không dính cơm đâu ạ. Đấy, lòng inox này, lòng inox phía ngoài này, cái lòng này nấu cơm cực kỳ ngon vì nó dày các bác, dày nấu cơm ngon lắm luôn. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ, cái hành nồi này, hành nồi bọc inox các bác nhé, mình vừa sang vừa sáng mà lau chùi nó cũng nhẹ nhàng, lau chùi nó dễ sạch lắm. Răng của con này này còn sáng này, răng còn sáng còn đẹp này các bác này, các bác nhìn thấy không ạ, răng nó rất là mới và sáng và đẹp luôn, mẫu này cực kỳ đẹp nha. 1.200.000, 1.200.000 cho cái nồi ba Panasonic van dài này nhá, N3 ngày 6/7 nhá. Em lên mã N4. N4 ngày 6/7 các bác nhá. N4 ngày 6/7 các bác. Để ý mã giúp em. Các bác mà ưng mã nào thì chụp mã giúp em nhá. N4 ngày 6/7, 1 triệu đồng. Juicy Juicy cao tần 1 lít các bác nhá. Juicy Juicy cao tần 1 lít này, phía ngoài này các bác này. Phía ngoài. Rất là đẹp nha. Phía trong. Phía trong này. Phía trong này lòng nồi thì có xước nhẹ lông chó lông mèo thôi các bác nhá. Xước nhẹ lông chó lông mèo thôi. Đấy các bác nhìn nhá. Lông chó lông mèo một xíu thôi. Cái này không gọi là xước nhiều nhá. Đấy. Gọi xước nhẹ nhàng thôi các bác ạ. Các bác nhìn thấy không ạ? Có dấu hiệu sử dụng rồi, thước xước lông chó lông mèo. Đấy, các bác nhìn em quay như thế này chắc các bác nhìn rõ đúng không? Các bác nhìn rõ không ạ? Đấy, nhìn rõ thì em cố gắng quay thật là chi tiết nhá. Đấy, lòng phía ngoài này. Xoang cao su còn xanh còn mới nhá, đấy, xanh mới và rất là mềm luôn, dùng rất là thích này. Nồi này độ mới khoảng tầm 90 nhá các bác, 90% luôn. N4 ngày 6/7, 1 triệu các bác nhá. Juicy Juicy ạ, 1 triệu đồng ngày 6/7 nhá. Em lên mã N5. N5 ngày 6/7 là Panasonic các bác nhá. N5 ngày 6/7 Panasonic. Panasonic này. Con này 1.2 triệu. Lòng nồi của nó cực kỳ đẹp. Em quay thành vách phía ngoài, sau đó sẽ quay vào phía trong cho các bác xem. 1.200.000 đồng N5. N5 ngày 6/7 á. Lòng nồi phía trong này. Lòng nồi phía trong cơ bản là có chầy nhẹ thôi các bác nhá. Nói chung là chầy, vết chầy nhẹ nhàng, không quá là không quá chầy, không chầy quá nhiều đâu các bác ạ. Có chảy nhẹ nhàng này. Cái miệng ngồi phía trên thì có xước, nguyên nhân là do người ta dùng vỉ hấp nhiều các bác nha. Con này có chảy đấy. Em quay chi tiết như thế này các bác cũng nhìn thấy cái mức độ chảy đúng không? Lòng phía ngoài đây ạ. Đáy nồi. Xoang cao su. Xoang cao su con này có ngả màu. Do người ta dùng gạo lứt nên nó ngả màu nha các bác nha. Một triệu hai trăm nghìn mẫu này. Đấy, bác nào chốt mã này thì chốt cho em mã Panasonic N5 ngày 6/7 ạ. N6 này bác, N6 là nati van dài nhá, con này chắc chắn là sẽ một cái mã nồi bác nào mà đang săn cái dòng nati không nên bỏ qua con này, nati van dài. Các bác đang săn cái mã này thì đừng bỏ qua con này nhé các bác. Đây. Cao tần 1 lít ạ. Cao tần 1 lít nha các bác nhé. Từ trong ra ngoài rất là đẹp này. Các bác nhìn thấy đẹp không? Nhìn nó rất là sáng và rất là đẹp luôn. Màu sắc cũng bắt mắt và ưa nhìn các bác nhé. N6 ngày 6/7, 1.9 triệu. Lòng nồi này. Lòng nồi có một cái lớp kim cương nhân tạo các bác nhé. Lòng nồi kim cương nhân tạo này. Sáng đẹp nhá. Không hề có xước luôn ạ. Các bác nhìn ạ. Không hề có xước các bác nhá. Các bác nhìn giúp em này. Đây. Cái mặt phía ngoài này. Mặt phía ngoài rất là đẹp luôn. Con này xuất sắc lắm các bác ạ. Con này độ mới khoảng tầm hơn 90% luôn đấy ạ. Con này từ lòng nồi cho đến xoang, cho đến hình thức bên ngoài đang còn đẹp nhá. Răng xanh.
N6 ngày mùng 6 tháng 7 1.900.000 các bác nhá. 1.900.000 này. N7 á. Bài N7 này. Em lên cái N7 này là của Hitachi nhá, áp suất nha các bác. Áp suất 1 bi này. Áp suất 1 bi các bác nhá, Hitachi. Răng dày lắm các bác, răng dày này. Răng cực kỳ dày và xanh luôn. Răng rất là dày. Răng như thế này thì nấu cơm cực ngon. Áp suất 1 bi. Lòng này nó không, nó chỉ có lông chó lông mèo nhá, có xước nhẹ lông chó lông mèo thôi. Lòng inox này, wow, con này lòng đẹp không các bác này. Lòng gân này, lòng gân, lòng inox nhá, sáng mà rất là đẹp. Lòng có gân nhẹ, con này đẹp lắm. Hitachi, cái mẫu Hitachi này đẹp xuất sắc này các bác này. Mẫu này em bán cho các bác 1.300.000 nhé các bác nhá, 1.300.000 đồng. Hitachi áp suất ạ, áp suất cao tần, áp suất 1 lít nhé, Hitachi các bác nhé. N8 ạ. N8 là Panasonic đời 2022. Panasonic màu đen đời 2022 các bác nhé. Bác nào mà thích đời cao thì có chọn cái mẫu Panasonic này nhé. Lòng nồi này. Lòng nồi có chảy nhẹ thôi. Có chảy nhẹ thôi các bác nhé, lòng inox này. Rất là sướng, lòng inox các bác bảo nấu đến bao giờ cho nó hỏng đúng không ạ? Đẹp như thế này luôn nè các bác, xuất sắc không ạ? Lòng quá đẹp. Lòng inox. Đời 2022 các bác nhé. Đời 2022. Quá mới, thiếu mỗi cái thùng nha các bác. Răng mềm, xanh, mới. Con này thì thiếu mỗi cái thùng thôi. Panasonic đời 2022, mẫu này 2.1 triệu. 2.100.000 Panasonic nha các bác. N8 ạ, ngày 6 tháng 7. Ngày 6 tháng 7, N8, 2.1 triệu. Gì đấy? N9 các bác nhé. N9, ngày 6 tháng 7 ạ. Ngày 6 tháng 7, N9. Mẫu này áp suất nha các bác. Áp suất này. Áp suất 1 bi. Răng cực kỳ dày. Răng dày này. Răng dày lắm. Dày và xanh. Lòng nồi phía trong. Lòng nồi phía trong thì có chảy nhẹ nhàng thôi các bác nhé. Có chảy nhẹ nhàng. Nói chung là có dấu hiệu lông chó lông mèo và có dấu hiệu sử dụng rồi thôi. Tức là cái này cũng không gọi là xước được các bác ạ. Nếu nói là xước thì nó chỉ có dấu hiệu của cái việc mà dùng môi thôi các bác. Dấu hiệu dùng môi thôi. Đây, còn nó đang còn rất là đẹp luôn này các bác. Mẫu này răng đẹp, răng xanh. Lòng nồi quá xuất sắc. Mẫu này 9.5 điểm. Mới 95% các bác nhé. 3 triệu. Áp suất 1 bi cao tần của, cao tần áp suất của Joji Joshi ạ. N9 ạ, 3 triệu các bác nhé. 3 triệu ạ. Em vừa lên là 9 mã nha các bác. Em vừa lên là 9 mã nồi và đều là những cái mã nồi rất là xuất sắc. Các bác ưng mã nào thì kết nối vào số Zalo em ghi ở trên màn hình nha các bác nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.